Ngày 22 tháng 4 năm 2017, tôi Sơn Côi Tây Ninh đang diễn ra giải Côi hữu nghị giữa câu lạc bộ Côi Berlin và những người bạn Đức. Đặc biệt có sự hiện diện của đại sứ Đoàn Sơn Hưng tham gia thi đấu. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, mưa đá rét và rất lạnh, nhưng các cầu thủ vẫn rất nhiệt tình tham gia thi đấu. Trận đấu diễn ra từ 9 giờ sáng hôm nay. Tối nay tại sân Côi Văn Khu người sẽ liên hoan và trao giải. Những lá cờ Việt Nam và cờ Đức phấp phới. Alles Gute!